Hôm nay ngày 16 tháng 6 năm 2022, thứ năm tuần thứ 11 thường niên. Trích sách Huấn Ca. Bấy giờ tiên tri Elia như lửa hồng xuất hiện, lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phần. Ông đem cho họ một mùa đói khát và số người ghét ông đã hao đi, vì chúng chẳng giữ được giới răn Chúa. Do lời Chúa phán, ông đóng cửa trời và ba lần khiến lửa trời xuống. Elia được vinh quang nhờ các việc lạ lùng đã làm, và ai có thể tự hào được vinh quang như người? Bởi lời Chúa là Thiên Chúa, người cứu kẻ chết ra khỏi âm phủ, khỏi quyền sự chết. Người triệt hạ các vua xuống cảnh điêu tàn, bẻ gãy dễ dàng quyền thế của họ. Xô kẻ sang trọng rớt khỏi giường nằm, trên núi Sinai người đã nghe lời xét xử, và trên núi Horeb người đã nghe án quyết phục thù. Người xức dầu các vua để báo oán và đặt các tiên tri để nấu nghiệp mình. Người đã được cất đi trong bầu lửa, trong xe ngựa kéo đi. Người đã nên dấu chỉ sự đe phạt qua các thời đại, để làm nguôi cơn thịnh nộ Chúa, để giao hòa cha với con và chấn hưng lại những chi họ Gia-cốp. Phúc cho những ai đã thấy người và được hân hạnh thiết nghĩa với người. Vì chúng tôi chỉ được sống trong cuộc sống này sau giờ chết, danh tiếng của chúng tôi sẽ được như thế. Elia được che khuất trong gió cuốn và Elise được trọn vẹn thần trí với của người. Trong đời người, người không sợ vương tướng và không quyền lực nào thắng được người. Cũng không ai vượt người trong lời nói, và khi người chết rồi, xác người vẫn nói tiên tri. Khi còn sống, người đã làm những phép lạ, và khi đã qua đời, người đã làm những việc kỳ diệu. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Người hiện đức hay mừng vui trong Chúa. Chúa hiện tri, địa cầu hay hân hoan, hải đảo muôn ngàn hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao tòa chung quanh, công minh chính trực là nền kê nhai bao. Người hiện đức hãy mừng vui trong Chúa. Một lần nữa đi trước thiên nhang để đốt những quân đối nghịch chung quanh Chúa. Chớp của người sáng rực cõi trời, địa cầu xem thấy và run rẩy sợ hãi. Người hiện đức hãy mừng vui trong Chúa. Núi non vỡ lời như màu sáp ong trước thiên nhang. Trước thiên nhang Chúa tể toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của người. Người hiện đức hãy mừng vui trong Chúa. Hãy hộ ngươi tất cả những ai phụng thờ hình ảnh, những ai khoe khoang về thần tượng, bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lạy người. Người hiện đức hãy mừng vui trong Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận, đừng làm như họ. Vì cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì cha các con đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Được gọi Chúa là cha, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ngự trên trời. Matthêu chương 6 câu 9. Suy niệm. Tục ngữ Việt Nam có câu: Con có cha như nhà có nóc. Cái nóc nhà tượng trưng tôn ti trật tự trong gia đình, mà người cha là uy quyền đại diện cho trật tự đó. Theo huyết thống, ai cũng có một người cha. Trong thực tế,
Một số người không có cha và thường gặp hơn, người cha lại không thể hiện vai trò của cái nóc nhà. Sự thiếu hụt theo tính con người được bù đắp khi chúng ta được Thiên Chúa đấng ở trên trời làm cha của mình. Khi truyền đọc lạy cha chúng con ở trên trời, chúng ta chấp nhận một trật tự mới, trật tự thiên linh. Chúng ta chấp nhận mối quan hệ mới với Thiên Chúa, quan hệ cha con. Chúng ta sẵn sàng nhận chương trình của Thiên Chúa là chương trình của mình và thực hiện chương trình đó với tất cả tấm lòng của người con, chứ không làm như một người làm công hoặc như một nô lệ. Mời bạn, nếu bạn còn cảm thấy việc sống đạo là một gánh nặng, một điều áp đặt, thì đó là dấu bạn chưa thật sự cảm nhận được Thiên Chúa là cha của mình. Bạn hãy cầu xin Chúa cho bạn cảm nhận được tình cha yêu bạn và để bạn cũng đáp lại bằng tâm tình cảm mến và hạnh phúc của người được nhận làm con Thiên Chúa. Chia sẻ, bạn có cảm thấy được niềm hạnh phúc được làm con cái Chúa, sống lời Chúa? Đừng để ngày nào bạn không đọc kinh lạy cha ít là một lần với tất cả tâm tình của người con, ít nhất là trước bữa ăn hoặc trước khi làm việc. Cầu nguyện, sốt sắng đọc kinh lạy cha với tâm tình con thảo. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sang, nước cha trì trên, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con sẽ chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Hãy đến với ta. Tại Roma có một ngôi thánh đường cổ tên là Dominus Sub Aquis, nghĩa là Chúa ở dưới nước. Du khách đến Roma thường đến viếng thăm ngôi thánh đường này, vì phía trên bàn thờ có một tượng thánh giá rất đặc biệt. Bất cứ ai đến quỳ trước tượng thánh giá và cầu nguyện với tất cả thành tâm đều nhận được sức mạnh và niềm an ủi thâm sâu. Người ta kể lại rằng tác giả của tượng thánh giá bằng cẩm thạch này đã mất rất nhiều năm mới hoàn thành được tác phẩm. Hơn hai lần, mỗi khi treo bức tượng lên để ngắm nhìn, ông lại kéo xuống và đập phá đi, vì ông cho rằng tác phẩm vẫn chưa diễn đạt được điều ông mong muốn. Sau nhiều năm bỏ dở, ông lại bắt tay vào công trình lần thứ ba. Nhưng chính lúc ông miệt mài chú tâm vào công việc thì cũng là lúc ông gặp nhiều thử thách nhất. Nhiều người ganh tị nên tìm cách hạ uy tín của ông. Vợ con ông qua đời trong những hoàn cảnh thật đau thương. Người nghệ sĩ chỉ còn biết kêu cầu Chúa giúp ông chịu đựng được mọi gian lao thử thách. Ai cũng tưởng rằng cơn thử thách đã khiến ông bỏ cuộc, trái lại ông càng miệt mài chú tâm vào công trình. Người nghệ sĩ dùng tất cả niềm đau của mình lên khuôn mặt của Đức Kitô. Bức tượng của Chúa Giêsu trên thập giá không là một phiến đá lạnh lùng xa lạ, mà trở thành niềm đau đậm nét của một tâm hồn. Bức tượng đã trở nên sống động và có sức thu hút do chính tâm tình mà người nghệ sĩ đã muốn thâm nhập vào đó. Hỡi tất cả những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta và ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Lời mời gọi trên đây của Chúa Giêsu hẳn phải đem lại cho chúng ta an ủi đỡ nâng, nhất là trong những lúc chúng ta gặp đau khổ, thử thách. Chúa Giêsu như muốn nói với chúng ta rằng Ngài đang có đó, Ngài có mặt trong từng phút giây của cuộc sống chúng ta. Ngài mang lấy tất cả những sầu đau, buồn tủi của chúng ta. Mãi mãi, Ngài vẫn là đấng cứu chuộc chúng ta. Mãi mãi, Ngài đến với chúng ta như đến với những người phong hủi, những kẻ bệnh tật, kẻ tội lỗi, phường thu thuế. Ngài đón nhận tất cả mọi khổ nhục, khó khăn của chúng ta. Và bởi vì Ngài mang lấy một khổ đau của con người, cho nên Ngài cũng tự đồng hóa với con người, nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh. Trên những khuôn mặt gần như không còn hình tượng của con người nữa, chúng ta phải nhận diện được chính Ngài. Ngài đã từng nói với chúng ta, ai cho những kẻ bé mọn nhất, dù chỉ một chén nước lã thôi, họ đã cho chính ta vậy. Trút lên Ngài tất cả gánh nặng của khổ đau, được Ngài nâng đỡ bổ sức, chúng ta cũng hãy mang lại ăn ở đỡ nâng cho mọi người xung quanh. Sự đau khổ nào cũng có sức liên kết con người,
kết hiệp với Đức Kitô trên thập giá, chúng ta cũng dễ dàng liên đới cảm thông với mọi người đang đau khổ. Bài trích sách lại xong.